Thưa quý vị, từng là một ngôi làng yên tĩnh nằm ẩn sâu trong xứ Cù Lao, Nhân Mỹ thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nhưng những năm gần đây, ấp Nhân An đã trở thành thỏi nam châm, thu hút sự chú ý của rất nhiều người khi tìm đến và chứng kiến và họ học hỏi về bí quyết sống trường thọ. Nơi này có đến 1.785 cụ ông, cụ bà đều đạt độ tuổi từ 60 trở lên. Thậm chí có người đã 90, 100 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn để làm từ thiện. Bằng tấm lòng cao thượng không muốn làm phiền con cháu và dành chút sức lực của mình để giúp đời, họ giữ cho mình một bí quyết sống lâu, sống khỏe mà ít ai biết được. Cụ Minh Văn Phú mặc dù đã 89 tuổi, nhưng thay vì để con cháu đưa đón thì cụ tự mình điều khiển xe máy đi lại mỗi khi có việc. Mặc dù tuổi đã cao nhưng tinh thần và sức khỏe của cụ vẫn hết sức minh mẫn. Chẳng những thế, cụ còn đứng ra thành lập tổ thuốc nam từ thiện, tự tay làm mọi công đoạn từ sắt đến phơi thuốc. Thế mà cả sáng dùng cơm rồi cứ trưa lại cái hội lại bà con cao tuổi hạnh phúc á, được cái bà con cũng trợ nhau, trợ lực với nhau để làm được có cái số thuốc để giúp đỡ với xã hội. Cũng là thành viên của nhóm thuốc nam từ thiện, ngoài thời gian sinh hoạt chung nhóm, cụ bà Nguyễn Thị Nỉ còn dành thời gian rảnh rỗi của mình tự may vá quần áo cho bản thân và gia đình. Tuy đã 93 tuổi, nhưng mắt cụ vẫn hết sức tỏ tường và có thể tự mình xỏ chỉ mà không cần đeo kính. Giao quần giá cho mấy nhỏ với mai. Tôi mai đồ tôi bẩn không à. Cũng khỏe bình thường, không có thuốc, ít uống lắm. Theo các cụ ở đây, lúc còn trẻ, hầu hết mọi người đều có cuộc sống rất khó khăn, đa phần đều làm nông. Đến khi tuổi già, các cụ ông, cụ bà giao lại cho các con gánh vác việc nhà nông, nhưng đều có chung một suy nghĩ là phải giúp con cháu làm những việc lặt vặt như quét nhà, chăm sóc cây kiểng, vừa cảm thấy phụ giúp con cháu, vừa giữ gìn sức khỏe. Giờ đây, dù đã lớn tuổi, nhưng chẳng một ai trong số các cụ đeo kính, chỉ có vài người bị lãng tai, nhưng sức khỏe ai cũng tốt. Dù chưa có một nghiên cứu chính thức nào về tuổi thọ của các cụ ở đây, nhưng điểm chung dễ nhận thấy nhất là các cụ đều có quá trình lao động liên tục, hăng hái làm việc, vui vẻ sống, ít uống rượu, hút thuốc. Bên cạnh đó, nhiều người sống vui vẻ, ít uống rượu, hút thuốc. Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng đặc điểm địa phương là môi trường nhiều cây xanh, các cụ có lối sống sinh hoạt lành mạnh, đầu óc thảnh thơi. Chính những điều đó là liều thuốc giúp các cụ sống thượng thọ. Bí quyết của mình á, lớn tuổi thì để chút thì giờ nghỉ ngơi chứ không có làm lụng như hồi còn nhỏ được, trẻ được. Bây giờ nhờ vậy con nó lo thì sống mới được. Chẳng những sống tốt cho đời, hàng ngày các cụ còn dặn dạy con cháu phải sống tốt, sống có ý nghĩa, năng làm việc thiện và giúp đỡ xã hội, từ đó giúp lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa. Có lẽ những việc làm ý nghĩa và lối sống lành mạnh của mình đã giúp cho tinh thần của các cụ thoải mái, vui sống mỗi ngày. Bộ Y tế không được dùng ống thổi nồng độ cồn quá một lần. Tối ngày 31 tháng 1, Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ Y tế khẩn trương có ý kiến trước việc nhiều người lo ngại về sử dụng máy đo nồng độ cồn trong khí thở với người tham gia giao thông có làm lây bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là virus corona hay không. Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Khoa, Cục Phó Quản lý Khám Chữa Bệnh khẳng định không chỉ trong thời điểm có dịch virus corona mà kể cả khi không có dịch thì về nguyên tắc các máy đo nồng độ cồn có thể dùng chung nhưng ống thổi thì đều phải dùng một lần. Phó giáo sư Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm, theo nghiên cứu khoa học, từng loại bệnh truyền nhiễm có mức độ lây khác nhau, bệnh sởi có mức độ lây cao nhất, sau đó đến thủy đậu, cúm. Việc đo nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông đang được triển khai trên toàn quốc. Theo Nghị định 100 năm 2019, từ ngày 1 tháng 1, mức xử phạt đối với người vi phạm đi xe đạp lên tới 800.000 đồng, người đi xe máy là 8 triệu đồng và tài xế ô tô là 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe trong khoảng từ 22 đến 24 tháng. Do ảnh hưởng nắng hạn kéo dài, mấy ngày gần đây sụt lún giao thông nông thôn ở Cà Mau diễn biến rất phức tạp. Từ đầu mùa khô đến nay, tại Cà Mau xảy ra hàng trăm vụ sạt lở, sụt lún đất, ảnh hưởng đến đời sống và giao thông đi lại của bà con nhân dân. Trên đoạn lộ đi qua nông trường 402 quân khu 9 thuộc ấp Cơi 6B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, mặt đường bị sụt lún nghiêm trọng. Đây là hệ quả của vụ sụt lún xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 30 tháng 1 năm 2020.
Đặc biệt, đoạn lộ này nằm trên tuyến lộ Thác Thủ - Vồ Rơi - Đá Bạc, có chiều ngang 7 mét, chỗ bị sụt lún có chiều dài gần 20 mét, ngang khoảng 2 mét, độ sâu hơn 2 mét, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, khiến nhiều người đi qua đây không khỏi lo lắng. Khi tuyến đường này bị sạt lở thì nó ảnh hưởng rất lớn về cái việc mà lưu thông hàng hóa của địa phương. Đặc biệt là tuyến đường này hiện nay là tuyến đường huyết mạch trong việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là cái vận chuyển các cái nhu yếu phẩm như xăng dầu hoặc là các cái mặt hàng thủy sản từ địa phương đi ra Cà Mau cũng như từ Cà Mau về địa phương. Trước tình hình sạt lở, sụt lún đất gây mất an toàn giao thông, các ngành liên quan và chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm để người và phương tiện chú ý khi tham gia giao thông qua đoạn đường này. Thì các phương tiện đi qua đây là phải giảm tốc độ. Thứ hai nữa là mình phải từng bước cái hạn chế cái phương tiện, các cái phương tiện lớn đi qua cái trọng tải lớn đi qua cái đoạn đường này nhằm hạn chế đến thấp nhất cái mức độ thiệt hại sụp lún có thể là chia cắt cái giao thông. Hiện tại nhiều đoạn lộ giao thông trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, Cà Mau có dấu hiệu rạn nứt. Vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác với nguy cơ sạt lở, sụt lún có thể vẫn tiếp tục diễn ra. Thêm nhiều bệnh nhân phải theo dõi nghi nhiễm virus corona. Tính đến 8 giờ ngày 3 tháng 2 tại thành phố Đà Nẵng đang theo dõi 25 trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định, một vài trường hợp có sốt nhẹ. Cộng dồn đến nay tại Đà Nẵng đã theo dõi 80 trường hợp tại bệnh viện, trong đó 55 trường hợp đã xuất viện. Đến thời điểm hiện tại đã có 37 mẫu xét nghiệm âm tính, chưa có trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona. Tại Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình xác nhận đã cách ly, theo dõi thêm 2 trường hợp bệnh nhân trở về từ vùng dịch Trung Quốc do nghi ngờ 2 bệnh nhân này nhiễm viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang cách ly, điều trị thêm một nữ bệnh nhân trở về từ Trung Quốc có biểu hiện sốt, ho, nghi nhiễm virus corona. Nữ bệnh nhân đang được cách ly theo dõi là chị LTHH, sinh năm 1993, ở xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, nhập viện vào ngày 1 tháng 2 từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống trong tình trạng sốt, ho và đau mỏi các khớp. Theo thông báo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cả 3 mẫu bệnh phẩm của 3 bệnh nhân nghi mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới corona trên địa bàn tỉnh Hà Nam đều cho kết quả âm tính. Đến nay, kết quả xét nghiệm của cả 3 bệnh nhân đều âm tính với chủng mới của virus corona. Như vậy thì tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Nam chưa phát hiện bệnh nhân nào dương tính với loại virus này. Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã công bố đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận tất cả những thông tin phản ánh của người dân liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Thưa quý vị, ngày hôm qua mùng 10 tháng Giêng âm lịch, theo quan niệm dân gian là ngày vía thần tài, mua vàng để được may mắn trong suốt một năm. Ghi nhận ngày hôm qua tại Hà Nội ở một số cửa hàng bán vàng bạc thì năm nay không còn cảnh xếp hàng dài để mua vàng như mọi năm. Do người dân e ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV. Theo một số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc thì mặc dù số lượng người đến các cửa hàng ngày hôm qua có giảm nhưng lượng vàng bán ra so với năm ngoái không giảm nhiều. Phát khẩu trang miễn phí, cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn. Để phục vụ khách hàng đến mua vàng ngày thần tài, doanh nghiệp này đã chuẩn bị nhiều phương án phòng dịch cho khách. Ngoài ra, khách hàng còn được phát một số thứ tự để có thể vào mua vàng trong khoảng thời gian nhanh nhất. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV, nên không còn tình trạng người xếp hàng mua vàng nhiều tiếng đồng hồ như mọi năm. Đã chuẩn bị cái công tác vệ sinh phòng chống dịch corona như là đón các trung tâm y tế về để phun thuốc diệt khuẩn toàn bộ các khu vực bên trong và bên ngoài sảnh của các cơ sở kinh doanh, có các sản phẩm hỗ trợ đi kèm như là trà gừng, kẹo gừng, kẹo cà phê, nước lọc và trầm hương, để làm sao đó phục vụ cho khách hàng khi mà đến với cả các cơ sở kinh doanh của chúng tôi có thể là thoải mái và an toàn tối đa nhất. Ở đợt này đang có dịch bệnh ấy thì mình thấy là đi đâu mọi người cũng đeo khẩu trang hết, kể cả các bạn thu ngân với cả các bạn nhân viên tư vấn. Theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, năm nay các sản phẩm vàng khá phong phú do doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng từ trước Tết và trước khi công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV. Phổ biến nhất vẫn là các loại vàng miếng nhỏ, 5 phân, 1 chỉ, các trang sức vàng, vàng miếng thần tài, vàng miếng in hình chuột.
Ngày này thì đi mua một chút vàng để lấy may. Có người thì mua cái vàng ta gọi là vàng 4 số 9 đấy, nhưng có rất là nhiều người cũng lựa chọn cái sản phẩm là trang sức vàng tây. Là cứ mua kim ngày này là may mắn chứ không cứ phải là vàng ta. Năm nay ngày thần tài là giá vàng bình ổn, không hề bị cao hơn, không hề bị cao hơn ngày thường. Nếu như có thời điểm cao hơn một chút thì cũng không đáng kể. Giá vàng ngày hôm qua giảm nhẹ, tuy người mua trực tiếp giảm do dịch bệnh, nhưng theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc thì lượng bán ra năm nay không giảm vì người dân đã mua từ 2 ngày trước và nhiều người e ngại đến chỗ đông người nên đã nhờ người thân mua hộ. Huy Thanh còn có các sản phẩm như là mèo thần tài treo xe, tỳ hưu tài lộc. Khách hàng có những khách hàng trẻ trung thì họ muốn mua cả trang sức để đeo nữa thì kim tiền Huy Thanh cũng chế tác ra sản phẩm kim tiền vàng tây để khách có thể đeo làm nữ trang. Để phục vụ nhu cầu khách hàng, ngày hôm qua nhiều cửa hàng đã phục vụ đến 22 giờ đêm. Khách hàng mua vàng rải rác chứ không còn cảnh xếp hàng dài như những năm trước. Cũng giống như Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, mọi năm vào ngày này, người dân đều tấp nập đến các cửa hàng vàng để mua vàng lấy may. Tuy nhiên năm nay, các tiệm vàng lại bớt đông hơn bởi nhiều người ngại đến nơi đông người trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Nếu như mọi năm, khoảng 9 giờ sáng ngày Vía Thần Tài, cửa hàng vàng này luôn trong tình trạng quá tải. Khách đến mua thậm chí không còn chỗ đứng. Thế nhưng năm nay, việc bán mua lại diễn ra khá thuận lợi, nhanh chóng, không còn cảnh chen chúc, chờ đợi. Năm nay hơi ít, tại vì do cái dịch cô, cho nên người ta hạn chế đi tập trung chỗ đông người. Năm nay thì khác mọi năm là đều tất cả đều đã phục trang theo dịch corona toàn quốc. Không mua ít thôi, mua 1-2 chỉ thôi, để lấy may mắn đầu năm thôi. Theo các cửa hàng vàng, năm nay lượng người đến mua vàng ngày Vía Thần Tài giảm hẳn so với mọi năm. Một mặt do dịch viêm phổi cấp đang diễn biến phức tạp. Mặt khác, giá vàng thời điểm này đang neo ở mức cao nên người dân không mua nhiều như mọi năm. Thay vào đó, lượng khách bán ra chốt lời là nhiều. Tại các cửa hàng mua bán vàng, tất cả nhân viên và hầu hết khách đến mua đều đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của dịch corona. Việc mua vàng năm nay cũng mang thêm ý nghĩa với người dân. Nhà mình thì tại vì cũng có kinh doanh công ty riêng nên là cũng mong muốn là làm ăn phát tài phát lộc. Đồng thời thì đi mua với một cái niềm là hy vọng là may mắn nó không chỉ phát tài phát lộc mà nó còn bình an sức khỏe qua cái dịch bệnh này nữa. 2 ngày trước, ngày Vía Thần Tài, giá vàng có thời điểm lập đỉnh trong vòng 10 năm qua khi vượt ngưỡng 45 triệu đồng trên một lượng. Đến ngày Vía Thần Tài, giá vàng đã giảm nhẹ. Giá vàng SJC neo ở mức 44 triệu đồng trên một lượng chiều mua vào và bán ra ở mức 44,7 triệu đồng trên một lượng. Hà Nội xây dựng phương án làm bệnh viện dã chiến ứng phó với virus corona. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV gây ra trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo các sở ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đoàn thể, tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư của Thủ tướng, chỉ thị và kế hoạch của UBND thành phố về việc phòng chống dịch bệnh. Phải coi công tác phòng chống dịch bệnh như chống giặc, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, hạn chế thấp nhất tử vong, phải chủ động, bình tĩnh và xử lý kiên quyết và có phương án kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ và không để lan rộng. Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Y tế phải thường xuyên chủ động cập nhật, nắm bắt tình hình diễn biến, chiều hướng phát triển của dịch bệnh, kịp thời tham mưu UBND thành phố các giải pháp tăng cường hoạt động phòng chống dịch. Rà soát báo cáo thành phố, bảo đảm trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch bệnh, triển khai đề xuất mua sắm, dự toán về kinh phí và thực hiện mua sắm ngay những thiết bị vật tư cần thiết đợt 1 trước ngày 5 tháng 2, báo cáo UBND thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm việc học sinh sinh viên có những biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường và áp dụng những biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn, phun thuốc khử khuẩn tất cả các trường học. Chưa lúc nào khẩu trang và nước rửa tay lại khan hiếm như lúc này. Nhu cầu của người dân là rất lớn, tuy nhiên có không ít những hiệu thuốc đồng loạt thông báo hết hàng và chưa biết bao giờ mới có trở lại. Cá biệt có những người kêu gọi các hiệu thuốc không bán khẩu trang, không bán nước rửa tay để tránh tình trạng bị xử phạt vì tăng giá. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng và bức xúc, ghi nhận của nhóm phóng viên. Sau một buổi chiều đi hỏi khắp các hiệu thuốc, chị Hoàng Việt Hà mới mua được một hộp khẩu trang về phát cho nhân viên trong công ty. Hộp khẩu trang này có giá khoảng 50.000 đồng, nhưng thời điểm này, chị Hà đã phải mua với giá 250.000 đồng, tức là đắt gấp 5 lần ngày thường.
Bình thường tôi thì đi mua khẩu trang y tế thì chỉ có 50.000 một hộp thôi. Nhưng mà trong những cái ngày gần đây thì giá nó đã tăng lên đến 250-300.000, mà tôi đã đi rất nhiều cửa hiệu rồi, nhưng mà thậm chí là đến bây giờ rất là khó để mua. Mọi người xếp hàng rất là đông, và sau khi mấy ngày hôm nay cơ quan chức năng vào cuộc ấy, thì nhiều cửa hàng còn đưa biển là ngừng bán khẩu trang cũng như là dung dịch rửa tay. Nên là tôi cũng phải rất vất vả thì mới có thể mua được khẩu trang về để cho mọi người cùng dùng. Tại chợ thuốc Hapulico, Hà Nội, các hiệu thuốc đồng loạt treo biển, không bán khẩu trang, không bán nước rửa tay khô. Dù đã hỏi mua hàng chục hiệu thuốc, nhưng phóng viên VTC 14 đều nhận được những cái lắc đầu. Thậm chí trên diễn đàn của chợ thuốc này, có người còn kêu gọi các tiểu thương không nhập khẩu trang và bán khẩu trang. Tình hình dịch cúm corona thì đang diễn biến hết sức phức tạp. Và hầu hết là người dân nào thì cũng mong muốn là tìm mua cho mình được một hoặc là vài hộp khẩu trang. Tuy nhiên theo khảo sát của phóng viên VTC vào buổi chiều ngày hôm nay thì tại rất là nhiều những cái tuyến phố thì đã đều treo những cái biển là hết khẩu trang và hết dung dịch y tế. Chính vì vậy mà sẽ có rất là nhiều người dân gặp khó khăn để có thể tìm mua được những khẩu trang hay là những cái dung dịch y tế để phục vụ cho sức khỏe, đảm bảo sức khỏe của mình. Theo giải thích của nhiều hiệu thuốc, do nguồn nguyên liệu khan hiếm nên các công ty sản xuất khẩu trang không thể cung cấp đủ hàng. Trong khi đó, nhu cầu của người dân lớn nên hàng tích trữ tại các quầy đều đã hết. Vì vậy, họ không biết đến bao giờ mới có thể bán khẩu trang trở lại. Mình chỉ bảo hết thôi, có người thì họ bảo là mình găm hàng, nhưng mình thực ra có đâu mà găm nữa. Không có nữa, công ty họ, mình báo công ty thì công ty nhắn tin là cũng không trả lời mình luôn. Công ty không trả lời. Đấy. Giờ hết rồi, nguồn nguyên liệu... Công ty nó chỉ báo là nguồn nguyên liệu bọn em hết nên em cũng không trả lời. Nhiều hiệu thuốc khác khi được hỏi cũng từ chối trả lời với lý do nhạy cảm. Theo ý kiến của các luật sư, các hành động trên của một số hiệu thuốc là đáng lên án và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Có một số cá nhân hay là một số doanh nghiệp, người ta nghe như vậy, người ta mặc kệ những cái gì mà chính phủ đưa ra, người dân mong muốn, thế thì chúng ta không bán hàng nữa, kệ cho chính phủ. Hành vi đó là coi là hành vi vô trách nhiệm. Theo tôi đó là hành vi vô trách nhiệm, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Theo điều 196 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017, đối với những cá nhân tổ chức mà có những ý định đầu cơ hoặc là trong trường hợp mà có thiên tai, dịch bệnh mà cố ý mua tích góp hàng hóa của nhà nước để bán hàng cao hơn, có thể xử lý hành chính phạt đến 300 triệu đồng hoặc xử phạt từ đến 35 tù. Khan hiếm khẩu trang đang khiến cho cuộc sống của nhiều người dân bị đảo lộn. Nếu không được bổ sung thêm các loại khẩu trang, sẽ có hàng triệu người phải lo lắng, bất an, sống chung với dịch cúm corona. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, corona ảnh hưởng lớn đến thương mại nông sản Việt Nam, Trung Quốc. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam, chiếm tỷ trọng 26,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp đến là Mỹ, EU, ASEAN, Nhật Bản và cuối cùng là Hàn Quốc. Diễn biến phức tạp, khó lường của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra trong những ngày gần đây buộc chính phủ Trung Quốc phải hạn chế giao dịch hàng hóa để tránh tình trạng tập trung đông người, làm dịch bệnh có cơ sở lây lan trên diện rộng. Động thái này dự báo sẽ có những tác động tiêu cực đến thương mại nông lâm thủy sản hai nước. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, trong trường hợp dịch bùng phát kéo dài nhiều tháng, Bộ Nông nghiệp đề xuất các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, đơn vị ngành công thương các địa phương phối hợp đẩy mạnh tổ chức xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa nông sản vào tiêu thụ trong các hệ thống chuỗi siêu thị lớn, ưu tiên thị trường nội địa, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh nâng cao chất lượng bảo quản, chế biến nông sản. Tập trung chỉ đạo phối hợp với các địa phương nghiên cứu điều chỉnh đối tượng cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với nhu cầu của thị trường tiêu thụ và lợi thế so sánh của từng địa phương.